Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau như thứ tư thường lệ. Ngày hôm nay tôi muốn trao đổi với các bạn về cái chủ đề mà thực ra ấy, nó là hơi tế nhị. Cái chủ đề này thì cũng ít người san sẻ. Thực ra ấy, cái chủ đề mà tôi đưa ra ngày hôm nay thì trong cái xã hội mặt bằng chung ở Việt Nam hiện nay ấy, thì cái tỷ lệ ly hôn cũng tương đối nhiều, và tỷ lệ là ông còn trả bà anh em cũng không ít. Nhưng thì nếu như trên lý thuyết ấy, thì mọi người chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng đấy là tính của người này, tính của người kia. Sau đó có nhờ đến 1080 thì người ta cũng chỉ khuyên răn các bạn là gì? Là cố gắng giữ gìn hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau và thế này thì kia. Cái hiệu ứng của nó, hiệu quả của nó không tốt đâu. Không đạt được những cái mà các bạn mong muốn đâu. Ngày hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn những cái vì cái chủ đề này thực ra thì nó như tôi nói lúc đầu ấy là nó hơi tế nhị, nhưng gì biết được mà để sau đó để mọi người biết qua đó để mình cân bằng lại cái tình cảm và biết được nguyên nhân lý do tại sao mà qua đó để mình có thể rút ra kinh nghiệm và làm sao để cho cái tình cảm vợ chồng nó phù hợp, tránh những cái trường hợp mà lý thuyết quá nó cũng không có tốt. Qua nhiều các thực ra ấy, trong cái chủ đề ngày mai tôi sẽ trao đổi với các bạn là ba chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất là nguyên nhân phát sinh những cái vấn đề không có lợi cho hôn nhân, không được mỹ mãn. Lý do đàn ông thích ra ngoài thay đổi, như tôi nói là ông còn trả bà anh em đấy. Cái chủ đề này thực ra nó là một trong cái chủ đề nó thành cố hữu rồi, nhưng cái chính là chúng ta không biết được nguyên nhân. Khi đã tìm ra được cái nguyên nhân thì sẽ có cái giải pháp để cân bằng và hóa giải nó, không ít thì nhiều nó cũng sẽ có tác dụng. Thứ nhất, cái nguyên nhân chính mà dẫn tới cái lý do ông ăn trả bà ăn em nó không phải tự nhiên đâu. Mọi cái thì các bạn phải tính được cái này. Thứ nhất là người ta phải tính về cái mệnh lý của cá nhân, của người chồng hoặc người vợ. Cho nên tại sao có những cái người cẩn thận, người ta phải tính cái mệnh lý của giữa vợ chồng tương phối nó có hợp nhau hay không, nó có bị hình xung phá bại hay không. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, người ta sẽ xem trong thông tin của mệnh lý, tức là bát tự tử bình hoặc là như gọi là tử vi ấy, nó có cái có các cái thông tin cô thần quả tú, nó có bị những cái ngày âm dương lệch nhau hay không, nó có cái nhiều tỷ kiếp hay là thương quan hay không. Bởi vì những cái yếu tố đó là chất xúc tác mà nó là gắn cả đời của cái người này rồi, là sẽ phải như thế. Có bị là hình khắc nhau hay không, có khắc vợ hay là khắc chồng hay không, là cái đầu tiên. Đặc biệt là trong cái bát tự tử bình ấy, cái ngày sáng năm sinh của mình ấy, nó có bị ngày âm dương lệch nhau hay không, nó có bị kình dương sống dê hay là đào hoa hay không. Bởi vì những cái ngày tháng năm sinh này thì con người không thể thay đổi được, nó là gắn với cái người đó là cả đời. Cũng như mà sau này ví dụ những người mà khó có con, nó cũng có những nguyên linh nhân về mệnh lý. Nhưng tôi đang nói ở đây là phải xem xét được về cái mệnh lý. Nếu như những người nào mà dẫn tới các cái ly hôn hay là có những thói quen ông ăn trả bà anh em ấy, đó đều rơi vào cái bát tự, tức là ngày tháng năm sinh đã ấn định rồi, thì đây là cái đầu tiên là nguyên nhân khách quan đem lại. Ngoài ra khi các bạn tương phối lấy nhau, vợ chồng tương phối nó bị gặp hình xung sát, các bạn phải nên nhớ này, cái tháng sinh đã đành, nhưng thì cái tháng mà vợ chồng tương phối ấy, người ta phải chọn là tháng đại lợi là vì thế. Nhưng chắc chắn những cái người mà xảy ra những cái vấn đề ABC đấy thì bao giờ cũng gặp phải những cái yếu tố là gì, là
cưới hỏi vào tháng sát phu hoặc là khắc vợ, vào cái ngày cô thần quả tú, vào những cái ngày hoa thượng sát, hoa phấn sát, thì đó là những cái bất lợi. Hoặc ngày cưới hỏi các thức nó không đúng thủ tục, không đúng, cho nên dẫn tới những cái mà bất lợi. Đặc biệt là cái tháng kết hôn của các bạn không đúng, là tháng sát phu hoặc là sát vợ, không có lợi cho trong vấn đề hôn nhân. Ngoài ra phải xem là gì ấy, ở trong cái tổ hợp ấy có, nếu những người ở trong ấy là những người là tại sao nhỉ, những người ngoài nào hoa ra nhưng có ấn nhiều thì là những người đa tình. Đào hoa kình dương là đấy, những cái về bây đó là những cái như người ta gọi cái số mệnh của người ta sinh ra đã thế rồi. Ngoài ra người ta phải xem về cái hình dáng tướng mặt, tức là nhân tướng học, người ta cũng quyết định được đối với một người nam giới hoặc một phụ nữ. Hôm nay tôi không đi sâu về các cái chi tiết về hình tướng của những cái người mà đào hoa, hình tướng của những cái người mà dễ để lợi bị người khác chiếm đoạt, hình tướng của những cái người mà dễ chiếm đoạt người khác. Hôm nay tôi không đi về cái vấn đề về hình tướng bởi vì nó rất dài dòng. Đa số theo kinh nghiệm ấy là những người có những cái hình dáng, dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi, lời ăn, tiếng nói, ánh mắt, cử chỉ và các bộ vị ở trên mặt, nó đã toát lên những cái mà về tình cảm. Đó là những người đa tình hoặc là những người đa dâm hoặc là những cái người mà không nhìn thấy ABC thì không chịu được, nó đều thể hiện hết cả lên trên mặt. Hôm nay tôi không trao đổi về vấn đề hình dáng. Đặc biệt đây này, đa số những người mà có những cái hình dáng hoặc là hình thức là hơi được ấy, thì thông thường là những người là thích hướng ngoại, không thích ràng buộc trong gia đình và không thích chăm nom con cái. Đặc biệt là những người mà không chăm nom gia đình, đó là cái yếu tố đầu tiên, không thích chăm nom gia đình, không thích thổi cơm, không thích những cái mà làm những cái việc thực tế của trong gia đình, như cái clip trước tôi đã nói đấy, phụ nữ là phong thủy của nhà ở. Nếu như những người phụ nữ mà không trông nom cho nhà cửa thì đó là những cái người phụ nữ là hướng ngoại, nó cũng sẽ dẫn tới những cái vấn đề ABC. Ngoài ra còn những yếu tố về cái tính cách của hai người khác nhau, về vấn đề kinh tế cũng dẫn tới những cái mà thay đổi để đi tìm những cái đối tác khác, gặp phải những người cục xúc chẳng hạn, người chồng cục xúc ABC nay gặp được những cái lời ăn tiếng nói, thì cái đó thì để cho 1080 giải thích cho các bạn, tôi không đi sâu vào những cái lý thuyết hão huyền. Ngoài những cái yếu tố trên ra, nhưng trong đó có cái yếu tố về phong thủy cũng là một trong yếu tố quyết định về vấn đề này. Tôi nhắc lại, ngoài ngày tháng năm sinh, hình dáng tướng mặt, nhân tướng học ra, ngày kết hôn ra, mệnh vợ chồng tương phối không tốt, nay nó có một yếu tố quan trọng đóng góp một phần rất lớn vào cái vấn đề phát sinh ra những cái tính cách. Thứ nhất là phạm về phong thủy nhà cửa. Khi đầu tiên các bạn phải kiểm tra xem cái tuổi của chồng hoặc vợ, nếu như đứng ở giữa tâm nhà mà nó vào cái chiếu vào cái khu vực của cái cửa ra vào mà nó lại là gì, đúng vào cái năm sinh của ông chồng hoặc của người vợ, thì đó là những người hướng ngoại. Đấy là cái điều tôi chắc chắn với các bạn, là những người hướng ngoại. Sự nghiệp không được tốt, hay dựa dẫm và lợi dụng hoặc làm có những cái không tốt. Người trong nhà thì nhiều khi đối xử không đâu ở đâu, nhưng ra ngoài xã hội thì lại có những cái cư xử nó hoàn toàn khác. Đó là những người hướng ngoại. Cái đầu tiên các bạn kiểm tra cái cửa, nếu như cái cửa nó ở phía Tây chẳng hạn mà nó vào cái sơn dậu, hoặc ở hướng Nam chẳng hạn nó là sơn ngọ, mà hướng Đông chẳng hạn nó ở sơn mão, hướng Bắc chẳng hạn là sơn tí, vân vân. Mà theo đúng 12 cái tuổi đấy, nếu như mà nó cái khu vực cửa, đặc biệt là gần tâm cửa đấy, mà nó rơi vào đó thì tôi khẳng định các bạn, đó là những cái người đặc biệt hướng ngoại.
không thích ở nhà đâu. Và ra ngoài thì bao giờ cũng cũng thích người ngoài, người ta chiều hơn hoặc chiều người ngoài hơn là người trong gia đình. Cái vấn đề thứ hai, các bạn kiểm tra cung hôn nhân ở phía tây nam của nhà các bạn, xem ở đó nó có lồi ra hoặc là lõm vào hay không. Đặc biệt là khu vực ở phía tây nam của các bạn, nhìn từ trong nhà nhìn ra hoặc ở cửa sổ nhìn ra hoặc là ban công nhìn ra, ở đó mà nhìn thấy những cái vật thể hình tam giác, những cái mái nhà nhọn hoặc là những cái gì mà nó có cái tính chất nhọn, khi con sao năm, con sao tháng, thời điểm nào mà có con sao số 4 là con sao số 9 là con sao đào hoa nó tới, tức khắc người trong nhà ở cái khu vực đó vấn đề hôn nhân sẽ có vấn đề và có cái tư tưởng phá giao. Đấy là cái điều này là qua kinh nghiệm rất nhiều năm tôi đã đúc kết ra và tôi cũng là người trực tiếp hóa giải cho tương đối nhiều. Ngoài ra này, ở trong cái phòng ở phía tây nam đấy, ngoài ở ngoài ra thì ở trong nó có phải là phòng ngủ của các bạn hay không? Bởi vì phía tây nam đó là phòng ngủ của vợ chồng. Nhưng nếu ở phía tây nam mà các bạn để cho con gái hoặc con trai chưa trưởng thành mà nằm ở tây nam, tôi khẳng định các bạn, cái vấn đề hôn nhân sớm, bác sĩ bảo cưới sẽ xảy ra rất dễ. Đấy, bởi vì đó là cung hôn nhân dành cho vợ chồng. Trong gia đình ấy, phòng của vợ chồng tốt nhất được hai cái vị trí, một là phòng ở tây nam, hai là phòng tây bắc. Ngoài ra cũng có thể là ở các cái phòng mà ABC, nhưng hoặc là phía đông, nhưng cái phòng phía tây nam nó là cung hôn nhân. Nếu như ở phía đông nam, tây nam của nhà các bạn, ở đấy nó lại có vật không sạch sẽ, nó lại có WC, bể phốt, bếp, thì chắc chắn hôn nhân của các bạn không thể nào mỹ mãn được đâu. Các bạn nên nhớ đấy, không thể mỹ mãn được, bởi vì đó là nó vi phạm vào cái cung hôn nhân. Ngoài ra trong cái phòng của các bạn phải kiểm tra xem có bị xung xạ gì không, giường kê nó có đúng hay nó sai. Tôi nhắc lại một cái này, giường kê thì bao giờ bên mép với bên trái của cái giường ấy thì nó phải sát tường. Thế là bên thanh long là bên tay trái. Còn nếu như mà nó lại áp ở bên tay phải thì là bức khổ. Thì trong nhà phụ nữ cũng dễ có những cái vừa giảm. Ngoài ra xem ở khu vực đó có cái tổ hợp 1-4 hay không. Đó, tôi nói với các bạn không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Nó có cái tổ hợp ở đấy, mà ở đấy lại có những cái vô tuyến, ở đấy lại có những cái không có lợi, thì là thúc có đầu hoa ra. Ngoài ra trong phòng các bạn phải để ý, phòng ngủ của các bạn hoặc phòng khách của các bạn phải để ý hai vị trí rất quan trọng. Đây là thứ nhất, là nếu treo ảnh gia đình thì treo ở phía đông nam, phía đông. Ảnh con cái thì treo ở phía tây. Ảnh của vợ chồng, đặc biệt là mới cưới, thì treo ở phía tây nam, thì là vợ yêu chồng. Treo ở phía tây bắc thì chồng yêu vợ. Có những nhà không treo ảnh vợ chồng đã đành, nhưng lại treo ở phía tây bắc. Tôi kiểm tra rồi, có nhà treo những cái những cô gái mà nó đi bán, những nào nó có đẹp đẽ gì đâu, là mấy cái tranh mà cái người ta đi bán hàng rong ấy, người ta bán mấy cái cô mà người ta in bằng cái vải ấy, mà những cái cô gái nửa quả thân mà vác cái bình ấy, bình nước bình neo đấy. Y như rằng ở cái khu vực đấy là ông chồng suốt ngày tơ tưởng đến những cái em bé ở ngoài. Ngược lại nếu như ở phía tây nam của phòng, vì lý do nào đó mà treo những ảnh thần tượng nam giới, treo những ảnh bạn bè mà nam giới cũ ngày xưa, hoặc là thần tượng ca nhạc hay là đá bóng, thì đến bà vợ là cũng sẽ có vấn đề đấy. Nhưng các bạn không thể coi thường được bình thường đấy đâu. Ngoài ra trong phòng các bạn có thể có gương chiếu vào, hoặc là gương to, hoặc là gương của tủ phấn. Các bạn phải đặc biệt lưu ý cái vấn đề này. Hai, bây giờ một số nhà còn cái gầm giường, không phải như ngày xưa nữa, là giường hộp, để tạp nham thượng vàng hạ cám ở trong đó, cũng dẫn tới những cái mà hôn nhân không có lợi. Ngoài ra treo nhiều các cái tranh ảnh
không tốt. Ở đó cũng khiến cho người ta có những cái tư tưởng vượt rào. Các bạn phải có cái gì? Ngoài những cái yếu tố mà vợ chồng không hòa hợp ra, không cân bằng được đấy, thì hôm nay tôi chỉ đang chỉ về vấn đề về phong thủy. Cái thứ ba nữa, nhà có hai cái bếp, hoặc là có một cái bếp nhưng vì để một cái gương phản chiếu vô tình lại chiếu thành hai cái bếp, thì nhà đấy cũng dễ phát sinh là ông chồng ông cũng có dễ có tư tưởng đi ra ngoài. Cái thứ ba, cung bản mệnh là cung đào hoa đấy, của cá nhân bị khắc hãm hoặc là bị thúc đào hoa. Các bạn hãy nhớ này, tuổi Tân Tý Thìn thì vị trí đào hoa của họ là Thân Tý Thìn, đào hoa ở Dậu là phía Tây, Tị Dậu Sửu đào hoa ở Ngọ ở phía Nam, Dần Ngọ Tuất đào hoa vị của những cái tuổi Dần Ngọ Tuất ở phía Mão, và Hợi Mão Mùi thì đào hoa vị ở phía Bắc. Ở đây có thể vô tình để một cái vật gì đó mà nó quích cái đào hoa nó lên, cũng dẫn tới cái thành viên đó là đào hoa hơi lênh láng, hơi bát ngát. Cho nên những cái này nó là cái cạm bẫy, như đợt clip trước tôi đã chia sẻ các bạn. Cái vấn đề này không phải cứ cái cung đào hoa đấy nó kích cho những cái người mà đang yêu đương, hoặc là để cho tình cảm nó thấm thiết lên thì người ta kích, nhưng một khi nó đã quá thì lại thành phản cục. Cái thứ cuối cùng về lý do mà hôn nhân hay bị trục trặc lại vào cái yếu tố ngũ hoàn bản mệnh bị khuyết. Các bạn khuyết là như nào không? Tôi nói ví dụ hai vợ chồng đều khuyết một khuyết thủy, thì đến một lúc nào đó thì chắc chắn một là chồng, hai là vợ sẽ có người đi ra ngoài tìm nguồn vui. Bởi vì sao? Đây không đánh giá về bản chất, mà để bởi vì người ta bị thiếu thì cái nhu cầu nó thúc bách người ta cần, cho nên là người ta sẽ đi tìm những cái mà người ta thiếu. Nên các bạn phải rất cẩn thận về cái ngũ hành khuyết của bản mệnh, của cá nhân, cũng như ngũ hành của vợ chồng. Nếu như người chồng thừa hỏa thiếu thủy, mà ngược lại người vợ là thừa thủy thiếu hỏa, thì nó cân bằng cho nhau. Nhưng bất lợi nhất là hai vợ chồng cùng thiếu một ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Lúc vận nó tốt không sao, bình thường không sao, nhưng lúc vận nó suy thì người nào khỏe, vận khá hơn thì người đấy sẽ chiếm đoạt mất những cái thiếu. Người đó là cái dụng thần, là một trong cái quyết định về tài vận, quyết định rất nhiều các cái yếu tố khác. Nên các bạn phải hiểu được cho nó đúng chứ không được hiểu sai lệch. Đó là những cái mà các bạn phải nên nhớ. Nếu như những cái người mà có trình độ thì đi giúp đỡ đấy, thì tôi sẽ ví dụ bản thân tôi giúp người ta nghỉ hạn, tôi phải xem là cung vị đào hoa của cái người chồng hoặc cái người vợ, người nào mắc phải thì lúc đấy có người tôi cần thúc lên, thúc đào hoa lên, nhưng có người tôi phải chặn đào hoa lại. Các bạn đừng tưởng mà người ta không chặn được đâu, chặn được đấy, thúc đào hoa. Bây giờ tôi chỉ cho các bạn cả những cái này thì hầu như mọi người hãy biết, nhưng có cái không biết đâu. Thứ nhất, nếu như cái sách vở bình thường thì bảo là mà lại mua hai con gà nó cho vào trong tủ, cái đấy là con gà nó nấp ở trong nó làm cái không có tác dụng đâu nhá. Mà cái chính này này các bạn, hai cách, ba cách. Cách thứ nhất phải biết phân biệt như này này, không cần biết nhà bạn hướng đông tây nam bắc nào, thì người ta quy định là phía tây là đại diện cho nữ giới, mà phía đông đại diện cho nam giới. Nếu như một trong hai người vợ hoặc chồng, nếu như ông chồng ngoại ông hay có tính toàn ten, thì để một con gà hoặc, hãy nhớ này, hoặc một cái bình xương rồng tròn tròn ấy, tròn tròn mà nó có gai, đặt ở phía tây. Nếu đặt con gà ở phía tây đó thì nó nhìn về hướng tây,
nếu như nữ giới có tính tòng ten thì đặt con gà hoặc là cái xương rồng ấy, cái cây xương rồng tròn tròn ấy, đặt ở phía đông, tự khắc nó phải giảm đi. Ngoài ra là các bạn tìm được cái đào hoa vị của cái người chồng hoặc của người vợ mà lúc nãy tôi đã đọc các cái tuổi đấy, muốn chặt đi ấy, đơn giản thôi, các bạn mua một cái thanh kiếm bằng gỗ đào treo ở cái cung vị của cái ông chồng hoặc là của bà vợ đấy, tự khắc nó sẽ hóa giải cho các bạn. Ngoài ra cái người mà bị cắm sừng ấy thì phải tăng cường cái ngũ hành khuyết của mình, và cũng phải bổ sung cân bằng cho cái người đối tác mà có cái ý tưởng vượt rào kia đi. À, cái việc này đó là tôi đưa ra cho các bạn trên cái lý thuyết mà nó cũng là cái thực tiễn. Còn nếu khó quá thì phải nhờ những cái người có đầy đủ, có một cái trình độ, người ta sẽ hóa giải cho. Cái gì nó đưa ra đáp án, đưa ra nguyên nhân là phải có cái giải pháp. Ngoài ra tất cả những cái mà gọi là 1080 người ta tư vấn cho các bạn nghe cho nó vui thôi, nó không có cái tác dụng theo thế bây giờ mà đâu nhá. 1080 là lý hòa vi quý các, tức là bạn linh thế này kìa, tự các bạn nghe qua cái kiến này có thể cân bằng lại cái vấn đề tình cảm của mình cho nó đúng theo cái chỉ dẫn của tôi, kiểm tra lại tất cả những cái vị trí ABCD. Mục thứ hai, tại sao lấy nhau lâu mà mãi không có con? Đây là một trong cái đề tài cũng nhờ nóng hổi. Tuy rằng cái tỷ lệ không có con ấy nó chỉ chiếm rất ít thôi, chắc nó chỉ 10-15% xã hội, còn hầu như là sinh con bình thường. Nhưng gì theo những cái tính toán chung của các nhà khoa học thì càng sau này thì vấn đề con cái và lấy nhau hoặc là những cái sinh nở về cái thế hệ 2X2L trở lại sau này sẽ rất rất khó, bởi vì nó sẽ theo cái yếu tố môi trường xã hội 4.0 sau này chắc chắn là để sinh con sinh cái cũng không đơn giản đâu. Qua đó để cũng nhắc nhở cho các cái thế hệ trẻ biết được nó liên quan được đến nhiều vấn đề về khoa học kỹ thuật. Đầu tiên là khoa học kỹ thuật, thứ hai cái vấn đề này con cái nó sẽ liên quan đến vấn đề tâm linh. Để biết một người tại sao, lý do nào vợ chồng lấy nhau đã lâu mà không sinh con, nó cần này các yếu tố. Tôi nói lại với các bạn này này, những cái mà tôi đã đăng đàn tôi nói với các bạn đây là tôi đã dày dặn kinh nghiệm và tôi đã giúp hàng chục trường hợp, chứ không phải là lý thuyết tháo huyền gì đâu. Tôi giúp đấy, lấy nhau 4-5 năm rồi đấy không có con, tôi giúp và thành công, chứ không phải là lý thuyết. Nhưng trước hết là phải gì, lấy khoa học kỹ thuật làm tiêu chuẩn. Muốn giúp cho người ta ấy, thì đầu tiên phải bảo người ta ấy, là đến để y học bác sĩ người ta thăm khám, người ta quyết định độ tốt xấu có con hay không. Nếu như bác sĩ nói không có thì phải nhờ can thiệp, yếu hoặc phải can thiệp. Nhưng có những cái trường hợp mà tôi giúp, những cái trường hợp đa số bị các cái trường hợp này là y học trả lời là có, không ảnh hưởng nhiều, mặc dù hơi yếu yếu, thì nó lại liên quan đến vấn đề phong thủy và tâm linh. Thì trước hết phải kiểm tra cái bát tự tử bình, mệnh vợ chồng tương phối của họ ra sao, xem cái cung con cái của vợ chồng nó tốt hay xấu, bởi vì nó có cung con cái ở cái giờ ấy, cái giờ sinh ấy, người ta sẽ biết năm tháng ngày giờ kết hôn nó có ra không. Đa số nếu như năm tháng ngày giờ kết hôn bị phạm vào hoa thượng sát, cô loan sát, hoa phấn sát, ngày sát phu, ngày cô quả, đó là những cái thông tin
không có lợi cho vấn đề về hôn nhân, không có lợi về vấn đề con cái. Ngoài ra phải kiểm tra về cái sức khỏe rồi. Còn nếu như mọi thứ nó bình thường thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là cái ngũ hành khuyết của một con người bị thiếu, phải bổ sung cái ngũ hành khuyết của cái người bị thiếu, nó rất quan trọng đấy. Nếu như y học bác sĩ bảo tốt mà vướng mắc thì có hai lý do. Lý do thứ nhất là cứ chữa có thai thì một vài tháng xảy, thì lúc đấy người ta sẽ kiểm tra và cái phong ngủ người ta sẽ tính được những cái con sao nó hay làm cho xảy thai là sao số 2, sao bình phù, sao ngũ hoàng đại sát và sao xuất xích kim tinh, nó chiếu tới cái vị trí giường ngủ, phòng ngủ hoặc là cái vị trí của cái cung bản mệnh của người vợ. Không giữ gìn cẩn thận thì người ta gọi là nhất thất đồng cung thì dễ bị đọa thai. Đó là lúc mình sẽ kiểm tra về phong thủy. Bây giờ hôm nay tôi mới đang nói là nguyên nhân, thì ở đây nó là cái yếu tố hôn nhân ở đây rồi, bát tự là một phần, nhưng cái phần chính nó là xem kiểm tra cái cung con cái là cung tử tôn ở phía tây, đó là cái cung tử tức, nó có vấn đề gì không, nó có lồi lõm, nó có bị xung sát, nó có bị WC, nó có bị bếp ở ngoài, nó có chạm điện, chạm biến thế hay không. Nếu có chạm điện, chạm biến thế chắc chắn là cái vấn đề mà thụ thai sẽ rất khó khăn. Hai nữa, kiểm tra trong cái không gian của phòng ngủ nó có hẹp quá không, hay là nó có thông thống quá không, nó có cái vấn đề tế nhị hay không, thì đó là các bạn phải tự kiểm tra ở trong cái phòng. Đặc biệt phải kiểm tra cả ngũ hành bản mệnh của vợ chồng nó có bị khuyết khảm hay không, xem cái số của người này có bị sát con hay không. Để kết hợp lại, đồng thời rất quan trọng là phải kiểm tra cái tháng sinh của vợ ấy, xem có cái thông tin bị cô loan hay không. Nếu như cô loan thì phải đợi đến năm hoặc đại vận hoặc vận có chữ quan tinh nó chiếu tới thì lúc đó người ta thúc thì lúc đấy sẽ có con. Còn nếu như chưa thấy vận quan tinh thì nó chưa có. Ngoài ra những cái người cao thủ, người ta ngoài cái vận quan ra, người ta sẽ tính được các vì sao nó đến, là cái sao, sao là sao dương tinh, âm tinh và cái giờ nào, người ta sẽ tính toán được chứ không phải lý thuyết đâu. Nên các bạn phải nên nhớ là như thế. Hai nữa phải kiểm tra về thông tin của hai vợ chồng là có hình thức hiếm muộn con hay không, có phải do vấn đề tâm linh hay không. Nếu về do vấn đề tâm linh thì phải là đi xin, đi cầu tự ấy, thì đó là cái vấn đề về tâm linh. Tôi cũng không tham gia về cái vấn đề về tâm linh, tôi chỉ trao đổi các bạn về cái vấn đề về phong thủy. Cái thứ ba nữa là phải xem cái cung hôn nhân ấy, cái cung tử tức ấy là cung con cái ấy, ở đấy mà có hỏa khí hoặc bếp hoặc WC là cái vấn đề thụ thai cũng rất khó khăn, cho nên cái vấn đề không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Và đặc biệt qua kinh nghiệm của tôi đấy, có một số nhà phạm vào cái xuất quái thì nó bất lợi. Như lúc ngoài tôi nói về những người sống phóng túng đấy, thì mà hay là dẫn tới những cái ly dị đấy, thì bao giờ nó cũng hay rơi vào cái bị xuất quái kỳ phụng xuất tuyến ở giữa Sơn Tân và Sơn Tuất. Còn những cái người ấy, cái người dễ ngoại tình ấy, sống phóng túng đấy, thì tôi nói ví dụ đấy, là kiểm tra là giữa cái Sơn Hợi và Nhâm ở phía Bắc. Có lại qua cái kinh nghiệm hầu như là tôi bắt dính vào những cái vấn đề này. Thì một khi đã phóng túng quá hoặc cái gì đấy, hiếm muộn con cái thì nó cũng đều có vào những cái như sau. Khó có con thì nó hay rơi vào cái Sơn bị phạm vào quy phùng xuất tuyến là giữa Sơn Quý và Sơn Sửu, giữa Bắc và Đông Bắc. Một số nhà gặp phải là thượng sơn hạ thủy, đinh tài đều bại. Có nhà thì vượng tài không vượng đinh, sinh con cũng khó khăn, tức là tài tiền tương đối nhiều nhưng mà con cái lại rất hiếm. Mà đặc biệt nó lại hay rơi vào những nhà hơi giàu giàu, hơi khá khá thì nó lại cứ hay bị như thế. Hoặc là theo kinh nghiệm của tôi này,
những cái nhà nào mà có con một bề ấy, mà đặc biệt là mà bề một bề là con gái ấy, không là con trai, thì thông thường những cái nhà con gái của một bề này, ai thì thông thường là những nhà đấy lại rất khá. Và trong cái tôi trở đến cái chủ đề con trai nhá. Còn những cái nhà, những người mà có thai nhưng cứ luôn luôn bị sẩy thì phải cẩn thận, như tôi nói phải hóa giải được sao số 2, sao số 5 và sao số 7. Đây là những cái yếu tố không phải ai cũng thích mà có thể làm được các cái vấn đề này đâu. Muốn có con thì có những cách như sau. Những cái này phải nhờ thầy đấy, thì các bạn không làm nổi đâu. Đây tôi nói là lý do, nguyên nhân. Có cách thứ nhất là cách xoay bếp. Xoay bếp là gì? Là sẽ xoay bếp theo hướng sao bản mệnh của mình, đợi đến năm thiên ất quy nhân chiếu đến cung bản mệnh thì lúc đấy có cơ hội có con. Đây là chuyện lý thuyết. Ngoài ra còn phải biết được là con sao tọa, tọa tinh của nhà. Nếu như so tọa tinh ở nhà là nó lại là huyền không phi tinh, nó là cả con sao ấy, mà đấy nó là con sao số 4 chẳng hạn, mà ở đấy nó lại là tọa nó là 4, mà sao hướng nó là 7, là kim trẻ mộc, tức là cái nó chém cái cung tử tôn đi là cũng không có con được đâu. Thì lúc đấy người ta phải có cái biện pháp hóa giải, đặc biệt là phải sắp xếp lại phòng ngủ cho nó, cho nó tốt, giữ gìn cho nó sạch sẽ, phải giữ gìn sạch sẽ, đồng thời phải có những người chỉ dẫn kết hợp giữa khoa học hiện đại, yếu tố tâm linh và phong thủy hài hòa vào thì sự thành công nó sẽ tới. Bởi vì tôi đưa ra đăng đàn với các bạn này này là tôi đã giúp vài trường hợp rồi thì sinh con rồi, thì cái này là không, hoàn toàn không lý thuyết. Tất cả những cái mà tôi đưa ra, những cái dữ liệu cho các bạn để các bạn có thể qua đó mà biết cách. Nếu như những người thân bạn bè mà có những người mà hiếm muộn thì cũng khuyên người ta đầu tiên phải đi khám bác sĩ đi. Bây giờ khoa học nó cũng rất là hiện đại. Nhưng gì có những cái trường hợp đi cấy ấy, không thành công thì lại do cái yếu tố phong thủy ở nhà cửa. Cấy 2-3 lần cũng không thành công thì đừng nói là một lần. Nên các bạn, đấy người ta gọi là kết hợp y học và phong thủy. Chứ phong thủy gì, nó là một yếu tố, là tác nhân. Nếu như các bạn có tiền, các bạn đi cấy, người ta cấy được đấy. Nhưng có khi nó chỉ được 1-2 tháng hay gì, nó tự nhiên nó lại nổ, nó lại xảy. Thì nó là yếu tố phong thủy nhà cửa có vấn đề. Cho nên người ta phải biết kết hợp hài hòa là như thế. Tại sao mà có cái hiện thể sai? Nó không phải ngoài cái vấn đề yếu tố về ngã được đâu. Nó đều do các cái con sao nó là tác động vào, là cái chương khi đấy nó thay đổi. Thì đặc biệt là người ta sẽ phải rất cẩn thận đối với người phụ nữ có thai là như vậy. Và mục cuối cùng, ở đây khi không có con và yếu tố hơi mang tính chất tâm linh, ngoài cầu tự ra thì phải đặt ở cung tử tôn ở cung phía tây, hoặc là ở cửa sổ để hướng ra phía tây, hoặc là ở phía đông, là một đôi kỳ lân chống tử, tổng tử, là có con kỳ lân và có 2 em bé, một nam một nữ nó cưỡi đấy. Đó cũng là một cái vấn đề mang cái tính chất vừa tâm linh, vừa có cái yếu tố thực tiễn. Cho nên những người không có con ấy thì cũng phải có kỳ lân tổng tử. Ngoài ra phải nhờ được những cái người, người ta có đủ khả năng về chuyên môn, người ta hướng dẫn. Còn các bạn mà có kinh tế thì y học người ta can thiệp. Nhưng tôi nhắc lại, y học can thiệp nhưng nhà các bạn sắp xếp phong thủy sai, tôi khẳng định các bạn chỉ thành công được 50% thôi. Nhớ như thế nhé. Và cuối cùng là kích hoạt cái cung tử tôn lên cho nó tốt. Và một cuối cùng liên quan tới vấn đề sinh con trai. Rất nhiều nhà, mà thực ra ấy, bây giờ cái vấn đề con trai con gái thì nó cân bằng thôi, nó không nên nổi quá quá nặng nề về cái vấn đề con trai con gái. Nhưng
cũng có một số người ăn nên làm ra mà nó oi oăm, nó cứ rơi vào những cái nhà hơi giàu, hầu như những người quan chức hoặc là những người có của ăn của để, thì nó lại cứ rơi vào các cái trường hợp này là thứ hai cách không kỳ mãi không được bông hoa cam, hoặc có người ba cách 14 cách rất khó kiếm được AK. Có những nhiều cái trường hợp mà đi sang Singapore, sang Thái Lan bằng mọi cách để bắn ở đấy nhưng không thành công. Lý do là như thế này, nói thì các bạn không tin đâu, nhưng nhân đây để cũng có một số các đệ tử của tôi này sẽ xem, thì trong đó 70% mà tôi giúp đỡ có con trai, trong đó có 30% tôi giúp đỡ vì các cái lý do không nghe lời, không tin tưởng, không thực hiện chỉ dẫn, thì trong đó có 30% thất bại, mà 30% này lại đều rơi vào những người rất nhiều tiền. Những cái trường hợp tôi giúp kia thì lại tiền lại rất lầm khẩm ở mức bình thường thành công. Cho nên tôi mới nói này, cái gì nó phải có cái duyên cái phận. Mà như cái clip kiếp tôi đã san sẻ chia sẻ với các bạn, đặc biệt là cái vấn đề về phong thủy, có duyên thì tất gặp. Ở đây cũng sẽ có một số người nghe mà không thành công, đừng có tự ái mất thì giờ không có cửa mà giúp lại lần thứ hai nữa đâu. Bởi vì 70-80 xác suất giúp đỡ thành công mỹ mãn, trong đó 20-30% không tin, sốt ruột, không thực hiện, nghe chỉ dẫn ba lăng nhăng, không thành công. Tôi đăng đàn lên đây là chỉ nó có cái bằng chứng, nó có phải có một cái lý do dám ngồi lên trên này là phải có đủ cái khả năng để chỉ dẫn. Nay tôi chỉ dẫn cho những cái người nào biết lắng nghe, không ai nắm tay được cả ngày đâu. Cái lý do nó chính là cái này. Ngoài về các vấn đề về con cái, có như 2-3 của con gái chứ có ít đâu. Cái bí mật nó này, không có con trai ấy kiểm tra cổng cửa nhà mình ấy ở phía đông, đỡ ông đông nhá. Phía đông nó có vấn đề. Ở khu vực đó phía đông có thể có đền chùa miếu mạo, có thể phía đông nó có gò đống, đấy là nhà quê. Ở thành phố, thị trấn, thị xã thì ở phía đông nó quyết hãm, ở phía đông nó có xung sát, ở phía đông nó có những vật thể không bình thường, ở phía đông nó có những cái nơi về tâm linh. Tôi khẳng định các bạn, đó là những cái hầu như đều có vấn đề ở cái yếu tố đó. Đấy là cái thứ nhất, hãy kiểm tra đi. Ở phía đông trong các cái gia đình ở đấy lại làm những cái vật bẩn thỉu, nuôi gà, nuôi lợn, nuôi ba lăng nhăng, hoặc là ở phía đông của nhà những cái người mà có những cái vấn đề về vấn đề không con trai này, phía đông chắc chắn nó có một cái vấn đề không bình thường. Đó là cũng tự tôn bị vi phạm, phải kết hợp ở ngoài và trong nhà đều rơi vào cái vấn đề đó. Đó là một phần về phong thủy xung sát. Nhưng có một cái yếu tố, đây là một cái bí mật không thể chan xé, tôi chỉ bật mí thôi để cho các bạn cũng như một số thầy phong thủy có thể tham khảo thêm. Chứ quyết tôi không chỉ cho những cái cặn kẽ, những cái này không thể cặn kẽ cho mọi người, và nếu kỳ cặn kẽ các bạn không thực hiện được đâu. Muốn đạt được cái hiệu quả này, bởi vì tôi đã nói nó phải có cái lý do, chứ không phải ông nói lung tung. Lý do là như này, khi nó là vướng mắc cái này, ngoài vấn đề ABC ra thì đa số ấy là cái ngũ hành bị khuyết. Theo thống kê của tôi, 70% là những người đều rơi vào khuyết mộc và khuyết hỏa, đều khuyết nhân là thiếu nhân, và thiếu lễ là nghi lễ,
nghi lý lễ đây không phải là mê tín dị đoan, mà nghi lễ, lễ nghi là phải biết cái nguồn gốc của mình, mà đặc biệt có những cái sự trùng lập là những cái trường hợp đấy lại rơi vào, đa số lại rơi vào cái trường hợp là ông bố cũng bị khuyết một hành, mà cái ông con trai cũng khuyết một hành, cho nên cũng không đẻ được thêm một cái ông cháu đít nhôm, nó là như thế. Thì làm sao để cân bằng cho họ? Cái này nó lại cũng là cái yếu tố bí mật. Thì không thể những cái mà bao nhiêu năm rời tôi có thể san sẻ cho những cái đó. Nó là kỹ năng đấy, tôi chỉ cho mà biết. Ngoài ra phải đạt được cái trình độ như này này. Cái người bình thường, thầy bình thường không làm nổi đâu, đừng có mất thời giờ. Là gì? Là phải tính được con sao. Bao giờ có con sao dương tinh nó đến cái tọa sơn của cái nhà đó, kết được với cái tháng nào, thậm chí đến ngày hoặc là tuần nào con sao dương tinh nó chiếu đến cái giường của vợ chồng. Ngoài ra còn phải bảo người ta là gì? Là sinh hoạt vào giờ nào nó mới đậu thai, mà đậu thai nó là con sao dương, chứ sinh hoạt lẩm khẩm theo y học thì nó lại vào con âm lại thêm một cách nữa. Chỉ có tác dụng mà kết hợp với y học là ăn chất kiềm, ăn chất toan ra sao. Nhưng cái quan trọng nhất là tính được con sao dương. Đây mới là cái bí mật. Ngoài ra phải sắp xếp phòng lại những cái phòng ốc của vợ chồng, phải cân bằng lại về âm dương, phải cân lại, cân bằng lại về trường khí. Phải xếp đặt những cái gì đấy, lúc đấy nó là nghệ thuật. Ở đây không thể san sẻ, không thể chia sẻ cho các bạn. Đấy là tôi đã đưa ra cho các bạn để biết là cái đáp án đang bị ẩn ở đó, chứ không phải là tôi đưa ra cái lý thuyết suông suông, hoặc là đưa ra cái gì nó không có bằng chứng, không có cơ sở. Có cái tôi chia sẻ, nhưng có những cái tôi kỹ thì sẽ nhắc lại. Chỉ có những người nào có duyên, có phận thì mình tìm được những cái người thầy, người ta đủ cái tư cách. Bởi vì đặc biệt là con cái phải tự tôn thì đều là phải là những cái người thầy, người ta phải cái tâm của người ta rất sáng, người ta mới làm được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thì thiên là gì? Chỉ cho rằng là những người người ta có tâm, là có tầm, người ta mới có thể giúp được. Chứ không phải là các bạn đi cầu đi cúng chẳng hạn, đi xin chẳng hạn, nhưng gì, cái tâm không sáng, đợi đấy mà ăn, đợi đấy mà thần Phật nào mà ra cho đấy. Cho nên mình toát lên một cái gì là cái tâm nó phải rất là sáng. Nhưng gì, mọi thứ nó đều có nút, nó đều có cái mở. Một khi mà anh đã nắm được về lý thuyết thì anh phải có cái thực hành. Hai nữa là anh giúp người ta, anh không được đặt một cái giá nó ghê gớm. Mà có những người bảo nếu tôi giúp được, đặt cho anh được cái để này thì phải, tôi phải có cái giá nào. Lấy đâu ra giá cái gì? Làm là giúp người để lấy cái tâm chứ. Cái quan trọng nhất mà tôi nhắc lại như cái ông trước clip được này, nếu như giúp mà bố mẹ, ông bà, bố mẹ, bản thân vợ chồng đó tất cả phải thống nhất, phải theo đúng sự chỉ đạo. Tôi đi hành hạn, tôi giúp em, tất cả mọi người đã nhờ đến tôi, tôi yêu cầu phải làm đúng như thế này, này, phải thực hiện đúng. Không được một người nào có những cái thay đổi về tư tưởng thì người ta thành công. Tôi giúp gần 10 trường hợp thì đủ 7-8 trường hợp rồi là đạt rồi. Trong đó tôi đã nhắc lại có 3 trường hợp không nghe, hoặc đi nghe những cái thầy có danh có tiếng khác. Tôi thì chẳng có cái danh tiếng nào cả, tự học hết. Ông thầy nhà quê đấy, tôi là ông thầy tự phong ấy. Và mọi người không ai gọi tôi là ông thầy, gọi tôi là bác Thắng. Nếu tôi làm gì có ai dạy tôi là bác sĩ,
bác sĩ giúp đời đấy, giúp người đấy. Thì tôi không có, tôi tôn sư trọng đạo của những cái bậc thánh nhân, thì tôi không có ai làm thầy tôi cả. Tôi cái gì đấy là đều là duyên phận, tôi tự học. Tôi nói các bạn này này, tôi học một ngày bằng người khác học một tháng, tôi học một tháng bằng người khác học một năm, tôi học một năm bằng người khác 10 năm có thầy. Các bạn hãy tin một điều như thế đi. Tôi có lẽ cũng là cái người duy nhất ấy. Tôi không có thầy đâu. Nhưng tất cả sách kim cổ, cổ kim, kim cổ, cái gì mà sách khó nhất là tôi đọc cái là tôi biết. Tôi là người có cái duyên cơ đấy. Nói các bạn không tin đâu. Có những cái quyển sách về kinh dịch chẳng hạn, hay là về bát tự tứ bình á, có thầy dạy đến 3 năm rồi mà tôi bảo tôi học một tuần thôi, tôi còn xem lại cho người ta được đấy. Bởi vì cả đời này tôi xuất phát, đang nói cái này các bạn đừng bảo là ngạo mạn đâu. Cái quan trọng nhất ấy là tôi phải xuất phát từ cái tâm. Thì tôi học đâu biết đấy. Bởi vì tôi học tôi biết tôi phải đi giúp người, mà tôi không mang đến vật chất. Tôi vượt được qua những cái cảm bẫy. Không phải ai tôi cũng giúp. Những người nào thấu hiểu thì tôi giúp. Nếu như mà tôi ở cái cương vị khác để kiếm tiền thì chắc là cũng không phải là kém cạnh lắm đâu. Nhưng cả năm cái chả kiếm đồng nào đâu. Nói các bạn không tin. Ai cho cái gì thì ok cái đấy thôi. Bởi vì đệ tử tôi nghe nhiều đấy thì sẽ biết đấy. Khắp mọi miền đấy. Ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ với các bạn về cái vấn đề này. Cái chủ đề này tuy có thể nó không đúng với các bạn, nhưng nó cũng sẽ đúng với những người bạn của các bạn. Và hãy nhắc lại một điều: thế hệ 2.0 sau này, vấn đề về hôn nhân sẽ có nhiều vấn đề, sẽ cái xu thế ly hôn sẽ nhiều, xu thế sinh con sẽ khó. Thì các bạn cũng nên chuẩn bị trước những cái tinh thần. Qua đây cũng là những cái chia sẻ, phần nào nó sẽ giúp được cho các bạn biết được lý do và nguyên nhân, và các bạn cũng thông cảm có những cái có thể trao đổi để các bạn thực hiện được, nhưng có những cái không thể trao đổi trực tiếp ở trên này. Còn hãy tin một điều, tôi đã nói, tôi đã đăng đàn là tôi có đủ khả năng để tôi giúp. Bởi vì tất cả những cái bí mật nó trong cái đầu hết không? Thì anh không có đưa ra cái bí mật. Hoặc là ở đây tôi vẫn khuyến khích những cái bạn nào phải học về phong thủy hoặc là những bậc thầy cao siêu có thể phản biện trực tiếp đối với tôi. Là tôi có đủ khả năng là tôi có thể trả lời cho các bạn. Thì không giấu dốt. Và cũng nhắc lại, tôi không phải là thầy. Gọi tôi là bác Thắng, tức là bác sĩ đấy. Và tôi không có một người thầy nào dạy tôi cả. Nhớ như các bạn. Nhưng tất cả sách cổ kim, Cái gì tôi cũng đọc. Ngày hôm nay cũng là cái ngày mà vui vẻ chia sẻ với các bạn. Thứ bảy tới tôi sẽ nói về tình hình diễn biến của dịch Covid để các bạn biết mà chấp hành cho nó tốt. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Có gì mà không phải, xin các bạn lắng nghe và thấu hiểu. Tính tôi hơi cứng, cũng mềm mỏng được. Đôi khi có những lời lẽ nó hơi nặng nề. Chỉ xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và tôi luôn luôn nhắc lại, những người nào có duyên thì nghe tôi nói, và có duyên thì tôi giúp đỡ, còn không có duyên đừng mất tỷ giờ và nghe. Và dù sao cũng cảm ơn các bạn đã có những cái bỏ thời gian ra để mà nghe tôi nói, nghe tôi trình bày. Tất cả những cái kiến thức của tôi cũng sẽ giúp phần nào giúp cho các bạn được cho cuộc sống. Phải luôn luôn nhớ rằng người đang nói chuyện với các bạn là người có một cái tâm, có một cái tâm rất sáng, rất nhiều người yêu quý, mà cũng hết mình yêu quý những người khó khăn,
những người gặp trở ngại, bác Thắng luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ miễn phí, không công. Và chúng ta chia tay. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành.